Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ khi phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Demetrodon, một cái tên đã đi vào tâm thức của Giang Cư Mận như một con khủng long, thực chất lại không phải là khủng long. Hơn nữa, chúng cũng không phải là bò sát, mặc dù cách bò của chúng cũng hơi sát đất đấy. Một lý do để chúng ta ngừng lý giải các khái niệm dựa trên nghĩa từ nguyên của chúng. Demetrodon là một chi động vật một cùng bên, thuật ngữ khoa học gọi là Synapsida, còn gọi là động vật mặt thú hay động vật cùng thú. Synapsida là một trong hai nhánh lớn của động vật có màng ối, nhánh còn lại là Sauropsida, tức động vật mặt thằn lằn, là nhánh của bò sát, bao gồm cả khủng long và chim. Cách phân biệt là nhìn vào số ốc thái dương và vị trí của chúng. Động vật thuộc nhánh Synapsida chỉ có một ốc thái dương duy nhất, nằm ở phía dưới xương sau hốc mắt và xương vảy. Trong khi đó, động vật thuộc nhánh Sauropsida thường có hai hoặc không có hốc thái dương nào, hoặc nếu có một hốc thái dương như Euryapsida thì vị trí lại nằm ở phía trên xương sau hốc mắt và xương vảy. Chính vì thế, Demetrodon, bất chấp ngoại hình giống bò sát hay khủng long của chúng, lại có quan hệ gần với con người chúng ta hơn, dù không phải là tổ tiên trực tiếp. Tuy nhiên, đó không phải là những điều thú vị bất ngờ duy nhất về Demetrodon, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chúng, giống loài mà kể cả khủng long cũng phải gọi bằng cụ. Cụ ở đây chỉ là già hơn nhiều chứ không phải là cụ tổ nha. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên, Demetrodon tồn tại trước khủng long rất lâu. Nếu bạn vẫn cần thêm một lý do chắc chắn nữa để khẳng định Demetrodon không phải là khủng long thì đây là thứ mà bạn cần. Cần biết rằng con khủng long xuất hiện sớm nhất hiện tại chỉ xuất hiện đâu đó khoảng 233 triệu năm trước thôi. Trong khi đó thì các hóa thạch của Demetrodon được xác định có niên đại từ 295 cho đến 270 triệu năm trước. Điều đó có nghĩa là Demetrodon đã tồn tại trước khủng long đến tận gần 40 triệu năm, chứ không hề tồn tại cùng thời với khủng long mà thậm chí còn đáng tuổi cụ kỵ của khủng long nữa. Dù vậy thì khi lần đầu tiên tìm thấy hóa thạch của Demetrodon, chỉ các nhà cổ sinh vật học cũng nghĩ đó là hóa thạch của khủng long. Đó là vào năm 1845 khi một người chủ đất tên là Donald MacLeod tìm thấy một mảnh xương hàm trên với những chiếc răng sắc nhọn trong một lớp đá sa thạch đỏ, tương đồng với những tảng đá sa thạch có niên đại tam điệp ở Anh. Bởi vậy nên các nhà nghiên cứu mô tả hóa thạch này sau đó cũng xác nhận nhầm niên đại của nó và nghĩ rằng nó thuộc về một loài khủng long của kỷ tam điệp. Họ đặt danh pháp cho loài này là Bathygnathus borealis và cho rằng nó có hơi hàng gần với chi khủng long Thecodontosaurus ở Anh. Cái tên Demetrodon chỉ chính thức ra đời trong cuộc chiến xương khi nhà cổ sinh vật học Othniel Charles Marsh mô tả và đặt danh pháp khoa học trong một lúc ba loài mới được ông xếp vào nhóm Synapsida, gồm Demetrodon incisivus, Demetrodon rectiformis và Demetrodon gigas. Phải đến tận đầu thế kỷ 20 thì hóa thạch của Bathygnathus mới được công nhận có nhiều nét tương đồng với hóa thạch của các loài thuộc chi Demetrodon, và do đó Bathygnathus được tái phân loại vào nhóm Pelycosaur cùng với Demetrodon để rồi đến năm 1940 được xem là một danh pháp đồng nghĩa với Demetrodon. Trước đây, người ta xem Demetrodon là một Pelycosaur, còn gọi là thằn lằn rìu, tức người ta xem Demetrodon và họ hàng là những bò sát giống thú. Tuy nhiên, Pelycosaur ngày nay không còn được sử dụng chính thức mà thay vào đó, người ta xếp Demetrodon và họ Sphenacodontidae thuộc nhóm Sphenacodontia trong Therapsida. Động vật có vú cùng tổ tiên cũng nằm trong nhánh Sphenacodontia, do đó có thể nói Demetrodon có họ hàng rất gần với động vật có vú vậy, trong đó có chúng ta. Vậy Demetrodon có nghĩa là gì? Demetrodon là một danh pháp được ghép lại từ những thành phần có gốc Hy Lạp, gồm Dai có nghĩa là hai, Metros có nghĩa là kích thước và Odon có nghĩa là loại răng. Vì vậy, Demetrodon dịch ra tiếng Việt có nghĩa là hai cỡ răng. Cái tên này ám chỉ hàm răng của Demetrodon có hai loại răng với kích thước khác hẳn nhau, bao gồm những chiếc răng dài hơn hẳn phần còn lại nằm ở vị trí của răng nanh, cũng như những răng đầu hàm trên và đầu hàm dưới. Những chiếc răng còn lại nhỏ hơn và còn nhỏ dần khi đi về phía cuối hàm. Răng của Demetrodon sở hữu đặc điểm này từ trước T-Rex rất lâu. Hai cỡ răng không phải là đặc điểm đặc biệt duy nhất về răng miệng của Demetrodon. Chúng ta vẫn thường nói về khủng long bạo chúa và họ hàng của nó với những chiếc răng to như quả chuối cùng cảnh sắc có răng cưa, có thể cắt thịt con mồi dễ dàng như một chiếc dao cắt bơ vậy. Nhưng T-Rex hay những loài khủng long ăn thịt tương tự không phải là những kẻ duy nhất sở hữu những chiếc răng đặc biệt như vậy. Demetrodon, kẻ săn mồi xuất hiện trước T-Rex hơn 200 triệu năm đã có những chiếc răng như thế, và đây cũng là đặc điểm ở nhiều động vật thuộc bộ cung thú sớm khác. Theo các nhà khoa học thì đây là một biểu hiện của cuộc chạy đua vũ trang giữa Demetrodon và con mồi. Khi con mồi dần to lên, Demetrodon cũng gia tăng về kích thước, trong đó kích thước răng và răng cưa ở trên răng của chúng cũng phát triển dần dần. Loài Demetrodon lớn thứ hai là Demetrodon grandis, có răng cưa giống như cá mập và khủng long, cho thấy chúng là những công cụ chuyên để cắt thịt con mồi hiệu quả. Răng to hơn cũng giúp chúng tăng tuổi thọ của răng. Những mảng phục dựng đầu tiên của Demetrodon trông rất buồn cười.
Dimetrodon ngày nay được biết đến như những động vật sở hữu cái đuôi dài chiếm tỷ lệ khá lớn chiều dài cơ thể, được tạo thành từ khoảng 50 đốt sống. Tuy nhiên, những mẫu vật ban đầu của Dimetrodon thường không được tìm thấy cùng cái đuôi hoàn chỉnh, nên người ta tưởng rằng chúng không có đuôi hoặc đuôi rất ngắn. Vì thế, trong hình phục dựng của chúng sẽ trông buồn cười như thế này đây. Phải đến năm 1927 thì người ta mới tìm thấy mẫu vật có đuôi tương đối hoàn chỉnh, và điều này đã dẫn đến ngoại hình của Dimetrodon thay đổi như chúng ta biết ngày nay. Dimetrodon không chỉ có một loài duy nhất. Điều mà chúng ta thường thiếu sót khi đề cập đến các loài động vật, đặc biệt là động vật đã tuyệt chủng, là thường nhập nhằng, không phân biệt giữa chi và loài. Đúng là có những chi chỉ có một loài duy nhất, chẳng hạn như chi Tyrannosaurus và loài T-Rex, nhưng đối với Dimetrodon thì chúng có rất nhiều loài trong một chi, chứng tỏ sự đa dạng cũng như khả năng thích nghi với nhiều ngách sinh thái khác nhau của giống Synapsida thường bị nhầm với khủng long này. Tính tổng cộng thì có đến 20 loài Dimetrodon đã được định danh kể từ thế kỷ 19, nhưng ngày nay thì sau khi loại trừ một số danh pháp đồng nghĩa cũng như một số mẫu vật được xác định thuộc chi khác thì chúng ta vẫn còn đến 13 loài Dimetrodon khác nhau. Loài nhỏ nhất là Dimetrodon turtonis ở Đức, chỉ dài khoảng 60cm và nặng 14kg, trong khi loài lớn nhất là Dimetrodon angelensis, dài đến 4-5m và nặng khoảng 250kg. Sự đa dạng này giúp chúng đánh chiếm nhiều ngách sinh thái khác nhau, rơi những con mồi khác nhau và phân bố rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Cánh buồm bất ổn. Spinosaurus là một trong những chi khủng long hiếm hoi sở hữu cánh buồm to đùng được tạo thành từ gai thần kinh trên lưng, nhưng có vẻ như anh bạn thằn lằn gai của chúng ta đã đu chen hơi muộn, bởi trước đó 200 triệu năm thì Dimetrodon cũng như một số họ hàng của chúng trong họ Sphenacodontidae đã sở hữu những cánh buồm như vậy. Đây là một ví dụ về tiến hóa hội tụ, khi hai loài có mối quan hệ tiến hóa rất xa nhau lại sở hữu những đặc điểm hình thái rất giống nhau và chức năng của chúng cũng có thể là tương tự nhau. Cho đến nay, các nhà cổ sinh vật học đã đưa ra nhiều giả thuyết về cánh buồm trên lưng của Dimetrodon lẫn Spinosaurus, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Một giả thuyết đó là cánh buồm này sẽ giúp Dimetrodon ngụy trang giữa đám lau sậy trong lúc rình mồi, hoặc cánh buồm sẽ giúp nó ổn định cơ thể, hạn chế chuyển động lên xuống của phần thân trong lúc di chuyển theo kiểu side to side giống như các loài bò sát. Tuy nhiên, hai giả thuyết được đánh giá cao nhất là thuyết điều hòa nhiệt độ và thuyết chọn lọc sinh sản. Theo thuyết điều hòa nhiệt độ thì cánh buồm trên lưng giúp chúng thu nhiệt từ mặt trời hiệu quả hơn vào ban ngày và giữ nhiệt vào ban đêm. Một số loài Dimetrodon là những kẻ săn mồi to xác nhất kỷ Pygmy và con mồi của chúng thường là những loài nhỏ hơn. Nhỏ hơn đồng nghĩa với việc làm ấm cơ thể nhanh hơn, trong khi sự to xác khiến cho Dimetrodon không thể làm ấm cơ thể nhanh bằng chúng. Cánh buồm giúp chúng xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, điều đó lại không lý giải được tại sao những loài Dimetrodon nhỏ hơn như Dimetrodon turtonis lại vẫn có cánh buồm với tỷ lệ kích thước thậm chí còn to hơn những loài Dimetrodon lớn. Do đó, nhiều nhà cổ sinh vật học đã bác bỏ thuyết điều hòa nhiệt độ hoặc cho rằng điều hòa nhiệt độ không phải là chức năng chính của cánh buồm. Và ứng viên cuối cùng để lý giải cánh buồm của Dimetrodon là thuyết chọn lọc sinh sản, cũng là thuyết được ủng hộ nhiều nhất. Theo đó, cánh buồm có thể là một thứ trang sức giúp con đực trở nên nổi bật hơn trong đám đông, hoặc cũng có thể giúp chúng đe dọa những kẻ cạnh tranh trong mùa sinh sản. Mặt khác thì các nhà cổ sinh vật học cũng cho rằng những cá thể Dimetrodon cái có cánh buồm với tỷ lệ nhỏ hơn và ít nổi bật hơn, dù đây chỉ là phỏng đoán bởi hiện tại chưa có cách xác định chính xác đâu là Dimetrodon đực và đâu là Dimetrodon cái. Dimetrodon sống dưới nước hay trên cạn? Cũng chính vì cánh buồm của Dimetrodon mà các nhà cổ sinh vật học từng tin rằng Dimetrodon có thể là loài sống dưới nước thay vì trên cạn. Nhà cổ sinh vật học Edward Rinker Cope viết, trừ khi con vật có tập tính thủy sinh và bơi nhờ lưng, cái mào hay cái vây này sẽ cản trở sự di chuyển chủ động của nó. Chuyện này tiếp tục gây tranh cãi trong một thời gian dài, như một nghiên cứu vào năm 2008 dựa vào vi giải phẫu trên xương cho rằng cấu trúc xương của Dimetrodon phù hợp với lối sống trên cạn hơn. Dimetrodon ăn gì? Mặc dù là động vật sống trên cạn, nhưng các nhà khoa học cũng tin rằng Dimetrodon sẽ không sống quá xa nguồn nước, bởi con mồi của chúng có thể là những loài sống lưỡng cư hoặc gần vùng nước nông. Con mồi ưa thích của những loài Dimetrodon cỡ lớn có thể là loài lưỡng cư Chimerorhachis hay Diplocollis, cũng có thể là những loài động vật ăn thực vật sống trên cạn như Edaphosaurus hay Diadectus. Người ta từng tìm thấy một cái hang đào của những con Diplocollis, trong đó có 3 cá thể chưa trưởng thành đã bị kẻ săn mồi ăn thịt dở dang, với những vết răng nhiều khả năng thuộc về Dimetrodon. Mặt khác, những loài Dimetrodon nhỏ có lẽ sẽ chọn lưỡng cư nhỏ hoặc côn trùng làm thức ăn. Tất nhiên là chúng cũng có thể bị ăn bởi những kẻ săn mồi lớn hơn. Dimetrodon phân bố ở đâu? Hiện tại, hóa thạch của Dimetrodon hầu hết được tìm thấy ở Mỹ và một ngoại lệ hiếm hoi là tại Đức. Tất cả đều là một phần của siêu lục địa Âu Mỹ vào đầu kỷ Pygmy. Tại Mỹ thì phần lớn hóa thạch của Dimetrodon đến từ hai bang Texas và Oklahoma. Vừa rồi là 10 điều bạn nên biết về Dimetrodon, người họ hàng của chúng ta chứ không phải khủng long như nhiều người vẫn nhầm tưởng. Hy vọng rằng video này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về chi động vật đặc biệt này. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.